Trong chiến tranh, vùng đất hai bên bờ vị tuyến 17 là nơi hứng chịu nhiều đau thương, bão lửa, cũng là nơi kẻ thù thi thủ nhiều tiến bộ khoa học để dập tắt ý chí vươn lên của dân tộc ta. Trên quốc lộ này, dù vào Nam hay ra Bắc, tượng đài quân bưu hoành tráng sừng sừng trên đồi cao là tượng đài chiến thắng, ghi nhớ chiến công của các chiến sĩ Giao Liên đã góp phần đập tan hệ thống pháo đài Dốc Miếu, Cồn Tiên.